Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng để được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip thông báo những sản phẩm đã có chủ trong các ngày. Vâng, hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2019, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự lại được chào đón hai vị khách quen đến với cửa hàng. Và hôm trước anh cũng đã lựa chọn được những cặp loa bên cửa hàng cung cấp, và ngày hôm nay thì hai vị khách về với cửa hàng lựa chọn cho mình được một chiếc âm ni Sansui G7000 và một chiếc đầu Soli giải mã 3-1 có mã là D2. Vâng, sản phẩm thì đã được các anh cùng với cửa hàng âm thanh Hạnh thẩm âm và kiểm tra chất máy của sản phẩm rồi. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Minh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, những vị khách về với cửa hàng đều ưng ý những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, chiếc âm ni Sansui G7000 thì cũng rất là hiếm trên thị trường vào những thời điểm như bây giờ. Và ngày hôm nay cửa hàng có một chiếc thì hai vị khách đến từ Kim Thành, Hải Dương cũng đã lựa chọn ngay được một chiếc âm ni. Và hiện tại bên cửa hàng thì những chiếc âm ni G8000 bên cửa hàng vẫn có để cung cấp cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm bên cửa hàng, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số máy trên tấm biển đỏ. Vâng, âm thanh Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.